cần bao nhiêu bước để làm cho một thi thể biến mất? Bước 1. Tìm một chiếc xô nhựa và cho thi thể vào đó. Bước 2. Lấy axit fluorhydric đổ vào xô. Bước 3. Đợi cho đến khi nó biến thành máu. Dán nhãn ăn mòn lên đó và đóng gói lại. Thi thể vừa bị phá hủy đã biến mất không một dấu vết. Hóa ra lúc nãy, Jesse đã giết Gale. Nghe thấy tiếng súng, hàng xóm đã báo cảnh sát. Khi Victor đến thì đã quá muộn. Lúc này, thi thể Gale đã lạnh không thể lạnh hơn. Nhưng Jesse không chọn cách bỏ chạy mà ngồi trong xe thẫn thờ như mất hồn. Sau khi Victor phát hiện, cậu ấy được đưa về phòng thí nghiệm để đoàn tụ với Walter. Chết rồi, cậu chắc chắn. Tung tóe khắp nơi, trời ơi, sau khi biết Gale đã nhận cơm hộp, Walter cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Mike báo cáo việc này với Gert. Sau khi biết tin Gale bị giết, Gert lập tức chạy đến phòng thí nghiệm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Walter và Jesse đã chết vô số lần. Sau đó ông ta mặc quần áo bảo hộ, lấy ra một con dao từ ngăn kéo. Walter thấy vậy, tưởng Gert định nhổ cỏ tận gốc, nên vội bày tỏ giá trị của hai người đối với ông ta. Gert, nếu anh làm vậy, sẽ chỉ khiến anh tổn thất 27 tỷ về mặt kinh tế thôi. Không có chúng tôi, thiết bị này, phòng thí nghiệm này chỉ là đồ trang trí. Không có Jesse và tôi thì sẽ không có sản phẩm mới. Anh sẽ không có thu nhập. Chuỗi phân phối của anh sẽ sụp đổ. Không có chúng tôi, anh chẳng có gì cả. Anh giết tôi là chặn đường tiền tài của mình đấy. Anh giết Jesse, cũng sẽ mất đi tôi. Nhưng Gert không nói gì, không để ý đến Walter. Ông ta đã tiến tới chỗ Victor, dùng dao cắt cổ anh ta. Hành động bất ngờ này khiến mọi người bàng hoàng. Ngay cả Mike có kinh nghiệm phong phú cũng bị sốc. Nguyên nhân giết Victor chỉ là vì anh ta được các nhân chứng nhìn thấy tại hiện trường. Cảnh sát có thể lần theo manh mối để truy tìm ông ta. Thế là Gert dứt khoát tiễn người của mình đi chỉ bằng một dao. Ngoài ra, cũng có ý đồ sát hại Walter và Jesse. Sở dĩ không giết họ vì ma túy là kim bài miễn tử. Không thể tìm được người buôn ma túy nào có thể thay thế Walter trong thời gian ngắn. Sau đó Gert cởi quần áo bảo hộ, thay lại vest. Đứng đó làm gì? Tiếp tục làm việc đi. Ông ta không hề tức giận, chỉ để lại hai người bối rối đứng đó. Sau đó, Walter và Jesse dùng dung dịch acid fluorhydric thông thường. Sát thủ chuyên nghiệp Mike cũng học được cách xử lý này. Nhưng Walter hiểu Gert rất rõ. Hiện tại cả hai chỉ tạm thời được an toàn. Một khi ông ta tìm được người thay thế, cả hai sẽ mất đi giá trị sử dụng. Gert sẽ giết họ không chút đắn đo. Để chiếm thế chủ động, Walter được Son giới thiệu đi tìm một tay buôn để mua vũ khí. Kẻ buôn vũ khí đưa ra lời khuyên cho Walter. Bản đặc biệt 38, mũi ngắn, súng ẩn hình. Khi bắn sẽ không mắc vào thắt lưng. Tôi đã thử, rất tuyệt vời. Nói rằng người từng sử dụng đều cho 5 sao. Người bị dùng chưa từng cho 1 sao. Còn tặng cho Walter một bao súng để tính đến việc che giấu. Ông ta đã hướng dẫn miễn phí cho Walter chiến thuật rút súng nhanh. Cũng có lời khuyên cho việc rút súng sang trái và phải. Khi đứng thì đặt tay ở một bên, khi ngồi thì đặt tay bên kia. Ông ta còn giải thích bí quyết kiểu rút súng của người Mỹ, kiểu rút kiếm của người Nhật. Tay chân chậm sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút súng. Tấn công nhanh mới thực sự là nhanh. Ai không biết rút súng cơ chứ? Mua súng được tư vấn miễn phí, mua bán chân thành, đáng tin cậy. Có thể được gọi người bán có tâm. Trong khi đó, cảnh sát đến nhà của Gale để điều tra hiện trường vụ án. Trong số rất nhiều manh mối, có một bí ẩn ẩn giấu. Đây là cuốn sổ ghi lại công việc. Nó mở đường cho sự lộ diện của Walter sau này. Để không phải ngồi yên chờ chết, Walter về nhà tiếp tục tập bắn súng. Sau 2 tuần rưỡi luyện tập, ông ấy cố gắng tìm cơ hội để giết Gert chỉ bằng một phát súng. Nhưng đối phương không cho ông ấy cơ hội. Sau khi Victor bị giết, Gert đã cử một giám thị mới là Tyrus đến. Walter lấy cớ muốn nói chuyện với Gert, nhờ Mike sắp xếp một cuộc gặp. Nhưng bị Mike từ chối một cách dứt khoát. Walter, ông không thể gặp nữa rồi. Thấy đợt hàng này sắp thành, Walter biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Nếu Gert đã muốn tránh né thì ông ấy sẽ chủ động tấn công. Tối đó, Walter không muốn bị giết đã lái xe đến gần nhà Gert. Nhưng trước khi kịp đến gần, một cuộc điện thoại đã phá tan suy nghĩ phi lý của ông ấy. Walter, về nhà đi. Có vẻ như Gert đã cảnh giác với ông ấy. Dù vậy, ông ấy vẫn không bỏ cuộc, tìm đến Mike. Dùng số phận của Victor làm cái cớ để lôi kéo Mike về phe mình. Để tôi và anh ta cùng một phòng. Mike, chỉ cần ông về phe chúng tôi. Những chuyện khác giao cho tôi. Tuy nhiên, Walter đã đánh giá thấp lòng trung thành của Mike với Gert. Ông nói xong chưa? Xong rồi, ông ấy cũng quên mất đây là câu lạc bộ chiến đấu cấp cao. Đã đẩy ông ấy ra khỏi Heisenberg và trở thành Walter. Sau đó, camera theo dõi 360 độ được lắp đặt trong phòng thí nghiệm. Walter bị giám sát sát sao đến từng bước đi. Vì thế, kế hoạch của Walter càng khó thực hiện hơn. Mặt khác, để xoa dịu bất an trong lòng, Jesse đã gọi điện cho các anh em tốt đi thả lỏng. 3 người không thành quân được. Vì vậy, Jesse đã bỏ ra số tiền lớn để biến ngôi nhà của mình thành vũ trường. Cô đơn là hoan lạc của một người, hoan lạc lại là nỗi cô đơn của một nhóm. Nhưng dù có hoan lạc thế nào cũng không kìm được nỗi sợ hãi của Jesse sau khi giết người. Hai tên cướp có vũ khí hạng nặng đã trắng trợn cướp xe tải vận chuyển của chùm ma túy. Sau khi quét qua một trận, tên cướp đã mở cửa lên xe. Tuy nhiên, bọ ngựa rình rập ve sầu.
Mike đã giết hai con Vessel dễ dàng. Chiếc xe tải chứa đầy ma túy được ngụy trang thành gà rán. Do nhiều vụ cướp xe thường xuyên xảy ra gần đây, Mike không còn lựa chọn nào đành phải đích thân hộ tống. Sau đó báo cáo sự việc với Gert. Gert cũng đoán đó là tập đoàn Cartel. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để lật mặt. Trong khi đó, Hank đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà. Đồng nghiệp đến thăm, tiện lấy hồ sơ về một vụ nổ súng. Trong số đó có cuốn sổ tay hóa học của Gale. Vì vậy đã đến để hỏi ý kiến Hank, hy vọng có được manh mối nào đó để giải quyết vụ án. Có nhiều chuyên môn về hóa học, Hank đọc không hiểu. Buổi tối ông nhờ Walter giải đáp hộ. Walter cũng nhân cơ hội này kiểm tra xem bên trong có để lại bằng chứng gì về mình không. Mà lời mở đầu của cuốn sổ khiến Hank rất tò mò. Gửi V kép, anh V kép. Ngôi sao của tôi, thần tượng hoàn hảo của tôi, V kép, ý tôi là, ông nghĩ đây là ai? Woodrow Wilson, Willy Wonka, Walter White, ông bắt tôi đi. Walter đã chắc chắn với suy đoán của mình rồi. May mắn thay, trong cuốn sổ có ghi tác giả bài thơ nên Walter mới thoát khỏi nguy hiểm. Bài thơ được viết bởi Walt Whitman. V kép mà ông muốn đấy. Sau đó, Walter lập tức đi tìm Jesse. Nhưng nhà của Jesse rất bừa bộn. Walter yêu cầu cậu ấy nhớ kỹ lại xem hiện trường vụ án có để lại dấu vân tay hay không. Nhưng Jesse vẫn chưa thoát ra khỏi màn sương mù. Đây chắc chắn là sát muối vào nỗi đau. Jesse đau đớn bỏ ra 2,5 triệu để mời Walter về. Vài ngày tiếp theo, Jesse liên tục nghỉ làm mà không có lý do, khiến Walter bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của mình. Vì ông ấy biết quá rõ thủ đoạn của Gert, Walter lo lắng đến nhà Jesse. Nhưng không thấy Jesse đâu cả, điện thoại di động cũng bị bỏ lại trong nhà. Mà Jesse đã được Mike đưa đến biên giới Mỹ-Mexico vào sáng sớm. Nhìn sa mạc xung quanh, Jesse còn tưởng Mike định giết người diệt khẩu. Cậu ấy đang bị khủng hoảng, nắm chặt chìa khóa và chờ đợi cơ hội. Nhưng Mike không hề muốn quan tâm mà đi thẳng đến bãi đất trống cách đó không xa. Ông ấy đào đất trên tấm ván, tìm thấy một túi tiền từ trong hố. Hóa ra đây là nơi Gert giao dịch tiền bạc. Cậu đi không? Việc này hôm nay chúng ta còn phải làm 6 lần nữa. Giữa mỗi lần còn phải đi một chặng đường dài. Tôi hy vọng sẽ làm xong trước trời tối. Jesse bị ông ấy bắt đi giúp thu tiền khiến cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Thế là cả hai bắt đầu công việc một ngày đào tiền. Mọi việc ban đầu diễn ra suôn sẻ, thậm chí Jesse còn làm vệ sĩ bảo vệ Mike. Nhưng tới điểm dừng cuối, khi Mike bước vào nhà máy bỏ hoang, Jesse nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một tay súng đang cầm súng đi về phía này. Thấy đối phương không có ý tốt, cậu ấy đạp ga rồi lùi xe, trực tiếp tông vào tay súng. Lên kế hoạch dẫn dụ đi. Mike vội chạy ra sau khi nghe thấy tiếng động. Ông ấy bối rối, quên nói cho Jesse biết chuyện ở đây còn có người của mình. Sau đó, Mike gọi người của mình yêu cầu họ đừng truy đuổi Jesse nữa. Không lâu sau, Jesse tưởng đã thoát khỏi đối phương nên lái xe quay về. Mike cũng không giải thích nhiều. Nhưng việc Jesse quay lại trong hoàn cảnh này khiến Mike thay đổi thành kiến với cậu ấy và nhìn Jesse với con mắt khác. Ở bên này, Walter tưởng Jesse gặp nạn nên tìm Gert khắp nơi để tìm tung tích của Jesse. Thế là ông ấy cầm vũ khí lao thẳng vào văn phòng của Gert. Tôi đã nói rồi, Frank không có ở đây. Walter đi tới phòng thí nghiệm, cuối cùng thấy bóng dáng của Jesse. Ông ấy lo lắng hỏi tại sao Jesse lại mất tích cả ngày hôm qua. Jesse kể cho ông ấy nghe về việc Mike đưa đi giao dịch. Walter nghi ngờ đây là âm mưu của Gert. Nhưng sau khi được công nhận, Jesse trở nên quá tự tin, tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi đối mặt với sự chất vấn của Walter, mà không hề biết rằng mình đang bước vào một cái bẫy do Gert thiết kế. Gert biết rõ nhược điểm của bản chất con người cho rằng Jesse sau khi được công nhận sẽ không nghe lời Walter nữa. Từ đó chia rẽ hai người. Ba chàng trai giỏi hơn Chu Cát Lượng. Gert xảo quyệt cho rằng việc bố trí lính gác trên xe sẽ giúp nó không bị cướp. Khi họ đang chờ đợi một cơ hội, nào ngờ lần này bọn cướp không làm theo thường lệ, gắn một đầu ống vào cửa hút gió của cabin. Ở bên kia đặt trên ống xả của xe, khí thải thơm ngát sau đó tràn vào trong xe. Sau đó đặt một viên gạch lớn vào chân ga, cuối cùng khóa cửa cốp thật chặt. Người của Gert nhìn thấy cảnh này lập tức hoảng sợ. Thế là anh ta hạ gục tất cả vệ sĩ có thực lực, lần nữa lấy lại xe vận chuyển của Gert và để lại cảnh cáo cho ông ấy. Cùng lúc đó, Walter còn đang nhọc tâm khuyên Jesse phải cẩn thận cái bẫy của Gert. Không cùng loại thì tâm chắc chắn cũng khác. Nhưng Jesse đã được công nhận nên nhắm mắt làm ngơ. Tôi bảo vệ Mike khỏi bị cướp. Anh ấy thậm chí có thể bị giết. Thế nên có thể sau tất cả tôi không phải là một thằng thất bại. Muốn đối phương chết trước thì phải để họ điên trước. Jesse chưa bao giờ được Walter công nhận nên bị Gert lừa một cái là tin sái cổ. Tối đó Mike báo cáo thông điệp cuối cùng băng đảng Juarez Cartel để lại cho Gert. Nhưng nếu cho tôi thuê 10 đến 15 người giỏi thì tôi có thể dạy họ một trận nên thân, đuổi cổ bọn chúng về quê. Gert không muốn khai chiến nên bảo Mike sắp xếp gặp mặt. Còn tiện hỏi biểu hiện gần đây của Jesse. Hôm nay cậu ta làm việc thế nào? Tôi nghe nói cậu làm rất tốt. Chắc vậy, chúc ngủ ngon. Đợi đã, tại sao lại tìm tôi? Tôi tin vào mắt nhìn người của mình. Walter sau khi nghe tin Jesse gặp mặt Gert từ son liền đi gặp cậu ấy. Cậu ấy cũng nói toàn bộ quá trình cho ông ấy nghe. Nhân ra Gert định trọng dụng cậu ấy nên ông nhắc nhở.
Cậu đã quên không lâu trước ông ta còn định xử đẹp hai chúng ta à? Quên mất đứa bé đã chết thật thảm sao? Jesse cũng hiểu ẩn ý của Walter, nói chỉ cần có cơ hội sẽ xử đẹp Gert. Thế là Walter nhân lúc ở phòng thí nghiệm chế ra ricin. Độc tính lần này mạnh hơn lần cho Tuco dùng. Ông đưa nó cho Jesse. Để tránh làm mất, Jesse đã giấu nó vào điếu thuốc, rồi nhét lại vào hộp để dùng bất cứ lúc nào. Cơ hội đến nhanh như lốc xoáy. Băng Jurex Cartel thường xuyên tấn công khiến cho lợi ích của Gert bị tổn thất nặng nề. Thế nên ông ta hẹn gặp với họ. Mike gọi Jesse đến giúp đỡ và nhờ cậu chuẩn bị cà phê. Đây là thời cơ quá tốt để hạ độc. Khi cậu định lấy ricin ra thì đột nhiên bị Mike cắt ngang. Ông ấy đưa cho cậu một khẩu súng phòng thân, dặn dò cậu còn 30 giây nữa địch sẽ đến nơi. Tiếp đó băng đảng Jurex Cartel đã đến, nhưng ông chủ không đến mà chỉ có người đại diện đến. Rõ ràng là chả coi Gert ra gì. Gert trực tiếp nói trả hết một lần 55 triệu đô để giải quyết mâu thuẫn của hai bên. Từ đây cắt đứt hoàn toàn. Cứ tưởng đối phương sẽ chấp nhận, nhưng đã quen chơi huyền thoại thì ai cần xử thi. Ông biết rõ chúng tôi muốn gì mà. Nói gì khác đều là lãng phí thời gian. Thứ đối phương nhìn chúng là người tạo ma túy phía sau Gert. Có nghĩa là muốn ông tự cắt đứt đường tài lộc của mình. Cuối cùng cuộc đàm phán kết thúc trong không vui. Nếu như bán gà có cấp bậc thì người đàn ông này chắc chắn là đỉnh nhất. 20 năm trước, khi Gert còn trẻ để đứng vững trong giới nghệ thuật ở Mexico, ông ấy đã tìm cách gặp được băng đảng Jurex Cartel chỗ bán ma túy lớn nhất Mexico. Cậu cả John của gia tộc Salamanca. Gert dẫn theo bạn thân mình và mục đích lần này là giới thiệu ma túy cho anh ta. Nhưng đối phương xem thường hàng của ông ấy. Cho dù hàng của hai người và ngành ma túy ở đây không dính líu gì đến nhau, nhưng Gert chưa được cho phép mà đã tự ý bán ma túy trên địa bàn của mình. Rõ ràng đang đụng chạm đến giới hạn với lợi ích của anh ta, khiến cho Son bất mãn. Thấy đối phương trở mặt, Gert lập tức giải thích khi thấy tình hình không tốt. Hai người không có ý mạo phạm, làm tất cả chỉ để có cơ hội gặp anh thôi. Và nói chỉ cần hai bên hợp tác, hai người đồng ý lấy ra 60% lợi nhuận. Nhưng John không để họ vào mắt nên cho họ một bài học. Thấy bạn mình bị bắn nên xông qua muốn liều mạng với Hector khi còn trẻ. Nhưng dưới sức ép của thế lực tuyệt đối, mình lại một thân một mình. Không đòi lại được công bằng mà còn bị người ta sỉ nhục chà đạp. Nhìn đi, là anh đã hại anh ta đó. Nhìn đi, nhìn người bạn thân đã chết. Ông ấy thề sẽ khiến họ nợ máu trả bằng máu. Từ lần trải nghiệm khó quên này, ông ấy đã học được cách nhẫn nại. Hector giờ đây tuổi đã cao, hơn nữa còn đang ngồi xe lăn. Gert muốn ông ta tận mắt chứng kiến mình hủy hoại băng đảng Jurex Cartel thế nào. Đây gọi là nợ máu trả bằng máu đó Hector. Nợ máu trả bằng máu. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vài tuần sau khi Gale bị bắn chết, Hank phát hiện manh mối khi xem chứng cứ ở hiện trường. Gale là người ăn chay mà lại thường đến tiệm gà rán. Điều này khiến ông cảm thấy việc không đơn giản thế. Ông nghi ngờ Gert là đại ca sau màn của Gale. Thế là xin cấp trên lệnh triệu tập ông ta. Cục trưởng không tin suy đoán của ông, cho rằng đầu ông bị lừa đá rồi. Gert là nhà tài trợ nhiều năm cho cục chống ma túy, tuyệt đối không thể là một tên buôn lậu ma túy bệnh hoạn được. Thế là Hank chưa khỏi bệnh bất lực cố tình đến tiệm gà rán. Ông thành công lấy được vân tay của Gert trên cốc nước. Đúng như dự đoán, nó hoàn toàn giống hệt dấu vân tay phát hiện ở hiện trường. Ông cầm kết quả đến gặp cấp trên. Thế nên không muốn cũng phải triệu tập rồi. Gert đã lăn lộn trong giới này hơn 20 năm rồi, không lòi đuôi chuột chắc chắn có lý do. Ông ta đã sớm dự đoán được việc này nên đối đáp vô cùng trôi chảy với thanh tra. Ông ta nói Gale là nghiên cứu sinh được mình tài trợ. Vân tay chắc để lại khi anh ta mời ông đến ăn cơm và thương lượng việc đầu tư. Nghe lời khai như đã được chuẩn bị trước của Gert, Hank cảm thấy càng không có sơ hở càng sai. Do mình đi lại không tiện thế nên ông kéo Walter đi điều tra Gert với mình. Ông tìm được tiệm giặt đồ dưới tên của ông ta. Gert nghe đến chỗ này trong lòng vô cùng phức tạp, vì dưới đó là phòng thí nghiệm chế tạo ma túy. Ông đạp ga, cố tình đâm vào chiếc xe đang chạy tới đằng trước. Hank lần nữa nhập viện vì bị thương nặng. Cứ tưởng mọi việc đã kết thúc, nào ngờ trình độ kinh nghiệm của Hank vượt xa tưởng tượng của ông. Ông ấy lại điều tra được Gert có một trang trại nuôi gà ở ngoại ô, nơi hẻo lánh thích hợp để làm các hoạt động phi pháp, chắc chắn giấu giếm gì đó. Hank muốn Gert đưa mình đến đó một chuyến. Gert nghe xong tê cả óc, vì đó chính là trạm trung chuyển xuất hàng của Gert. Ông đành lấy lý do bị bệnh từ chối Hank, tiếp đó gọi điện thông báo của Gert. Thời gian gấp rút, Gert đành gọi người chuyển hết hàng đi. Nhưng một giây sau, xạ thủ của băng đảng Jurex Cartel lại tấn công. Jesse bị dọa sợ đứng im tại chỗ. Khi sát thủ nhắm trúng cậu ấy định bóp cò thì Mike đẩy ngã cậu xuống đất. Xem ra không cướp được người điều chế ma túy sau lưng Gert thì địch sẽ không bỏ cuộc. Gert không hề yếu thế trước mưa đạn. Ông đứng giữa làn đạn giang hai tay khiêu khích sát thủ. Cho dù địch đã nhắm chuẩn rồi thì ông vẫn bình tĩnh đứng đó. Nhưng đối phương không tiếp tục tấn công, vì đây chỉ là cảnh cáo dành cho ông thôi. Mục đích là ép ông giao người ra. Vốn đã có huyết hải thâm thù với băng đảng Jurex Cartel rồi, Gert sao có thể thỏa hiệp thế được. Khi địch muốn rút củi dưới đáy nồi thì ông quyết định lấy tiến làm lùi. Tối đó ông ấy mời Jesse đến nhà chơi và tự mình xuống bếp. Đối với Jesse thì đây là thời cơ trời cho. Bên cạnh là một nồi canh nóng. Cậu ấy lấy điếu thuốc chứa ricin kia. Sau khi biết mình cũng phải ăn thì cậu đành từ bỏ. Sau khi ăn xong, Gert hỏi Jesse:
cậu có thể dùng công thức của Walter chế ra ma túy được chứ? Jesse khi nghe dùng công thức của Walter một mình chế thuốc, thì hiểu lầm Gert muốn ra tay với ông ấy nên tức giận. Nếu ông muốn xử ông White thì hãy xử luôn tôi đi. Gert thấy cậu ấy hiểu lầm ý mình thì tiết lộ kế hoạch của mình ra. Thì ra ông ta muốn cậu giả làm người chế ra ma túy, cùng với mình đi đến Mexico để đọ với băng Juarez Cartel để ngăn chặn một trận hỗn chiến. Jesse không đồng ý liền mà vội chạy đến chỗ Walter. Cậu lo đến đó để lộ gì đó, mong ông chỉ cho. Nhưng Walter lại hỏi cậu tại sao thấy Gert mà không ra tay. Trước sự ngụy biện của Jesse, ông lấy máy định vị trong túi ra chọc thủng lời nói dối đó. Tôi đã làm nhiều việc vì ông như thế, mà ông lại giám sát tôi sao? Xin lỗi nha, sau những chuyện mà cậu đã làm cho tôi ấy hả? Cậu làm gì cho tôi? Cậu đã giết tôi rồi, chính cậu đấy. Cậu đã phán tử hình cho tôi rồi. Muốn nghe đề nghị của tôi à? Được, tôi để tôi nói cho cậu nghe. Đến Mexico và làm tan tành mọi chuyện đi, tôi biết cậu sẽ thế mà. Sau đó chết luôn ở đó cũng không biết chừng. Walter cũng không chịu yếu thế mà lao vào đánh nhau với Jesse. Trận đánh này đã cắt đứt tình cảm của hai người. Cuối cùng giữa hai người lại thêm một tầng ngăn cách. Ngày hôm sau, Mike, Gert và Jesse lên đường đến Mexico. Sau vài tiếng đồng hồ bay đường dài, cuối cùng ba người đã đến nơi. Người của băng đảng Juarez Cartel đưa bọn họ đến phòng thí nghiệm. Đối phương muốn kiểm tra trình độ của Jesse. Nhà hóa học bên kia nhìn Jesse xong thì cảm thấy Gert đang đùa. Đưa một thằng nhóc chưa mọc lông đến dạy họ làm việc. Tuy nghe không hiểu tiếng Mexico nhưng Jesse biết họ đang xem thường mình. Nói nhiều không bằng làm thử. Nhưng tiếp theo cậu ấy ngơ ngác, trong này không có acid phenylacetic. Đối phương nói nguyên liệu đều do mình tự pha chế ra. Nghe thế Jesse càng sững sờ. Vì lúc trước những thứ này đều được Walter làm sẵn, mình chỉ cần lấy dùng là được. Bên kia nghe được thì cười nhạo, cả sinh viên năm 2 cũng có thể pha ra acid phenylacetic. Gert lại mang một người ngoài ngành đến qua mắt mọi người. Thậm chí còn muốn dạy họ cách chế ma túy. Jesse càng nghe càng tức. Nói với đồ khốn này là nếu muốn học cách làm hàng của tôi, thì buộc phải nghe tôi, lời tôi nói là chân lý. Tôi biết nói tiếng Anh. Vậy thì ông nên hiểu cái gì là đồ khốn. Bây giờ mau đưa cho tôi acid phenylacetic đi đồ khốn. Jesse còn tiện mồm bốc phốt tiêu chuẩn vệ sinh của phòng thí nghiệm này. Yêu cầu đối phương dọn dẹp hết thứ ô nhiễm ở đây. Cậu tưởng mình là ai? Tôi là người ông chủ mấy người mời đến dạy mấy người cách làm đó. Gert cũng thay đổi cách nhìn với cậu ấy. Sau một đêm làm việc, cuối cùng Jesse đã tạo ra được ma túy. Đối phương mang nó đi kiểm tra độ thuần khiết. Con số không ngừng tăng lên, giống như thần kinh đang căng thẳng của mọi người. Cuối cùng Jesse quả nhiên tạo ra được ma túy có độ thuần khiết đến 96.2. Dùng thực lực vả mặt những người kia, cũng khiến Gert thở phào nhẹ nhõm. Thế là cậu cũng có được cơ hội gặp đại ca John của băng đảng Juarez Cartel. Không hề biết Gert cũng đã đợi 20 năm để đến ngày này. Kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt. Đối mặt với kẻ thù giết bạn thân, Gert lần nữa chọn nhẫn nhịn. Ông ta giả vờ đưa Jesse cho họ, còn chuẩn bị quà cho John. Gert nói đây xem như biểu tượng cho việc hai bên thiết lập lại con thuyền hữu nghị. Mở ra xem thì ra đó là một bình rượu tequila ngọc bích cao cấp. John vui vẻ vô cùng nên quyết định chia sẻ với mọi người. Còn rót cho Jesse một ly đầy chúc mừng. Gert bịa cậu ấy bị dị ứng rượu sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thế là ông ta vội rút lại. Nhưng ông ấy đang nghi nên từ đầu đến cuối không uống. Để đối phương mắc câu, Gert người độc ít nói đã uống ly rượu chứa đầy độc đó. John thấy thế mới hết lo lắng, cạn ly. Để chúc mừng giao dịch thành công, ông ấy còn chuẩn bị tiết mục giải trí cho mọi người. Nhưng Gert lại cau mày nhăn mặt. John thấy thế còn đổ dầu vào lửa. Nói lúc trước mình chỉ dạy dỗ ông ta một chút thôi. Nếu không thì mình khó mà dàn xếp được. Ngoài ra ông ta cũng quên chuyện 20 năm trước rồi. Ở đây không có nơi cho ông sụ mày sụ mặt đâu. Thế nên Gert dằn lửa giận trong lòng, mượn cớ đến nhà vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh, ông lập tức khóa cửa, mở vòi nước tạo tạp âm, sau đó gấp gọn tây trang lại. Tiếp đó là đặt khăn lông xuống rồi bắt đầu móc họng ói ra. Cùng lúc đó điếu xì gà rơi xuống, John đột nhiên thấy tứ chi nhũn ra, ý thức cũng dần mơ hồ. Sau đó nhìn thấy các đàn em lần lượt ngã xuống đất. Tên đàn em cấp dưới duy nhất không uống rượu thấy bất thường đến kiểm tra, lại bị Mike nhân cơ hội siết chặt cổ. Khi Gert ra thì mọi thứ bên ngoài đã loạn cào cào. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, huống gì là Gert đã đợi 20 năm. Thấy ông bình an vô sự, John xông đến thì cắm đầu xuống hồ bơi. Thế là Gert không tốn chút sức lực nào tiêu diệt hết băng đảng Juarez Cartel. Mike nhặt vũ khí của đối phương, còn nhắc Jesse làm theo. Giết địch 1.000 tự hại 800. Cho dù đã ói ra nhưng trong cơ thể Gert vẫn còn sót lại độc tính. Cũng đủ khiến ông ta trầu trời. Ông ta dùng hết sức lực cuối cùng tuyên bố. Ông John đã chết rồi. Các cấp dưới của ông ấy cũng chết rồi. Mọi người không cần phải liều mạng đâu. Bỏ súng xuống rồi im lặng rời đi đi. Mấy người cũng có thể nổ súng sau đó rồi chết. Thế là Mike và Jesse vội dìu Gert rút lui. Nhưng ngoài sáng thì dễ tránh, chứ trong tối thì khó phòng. Mike đột nhiên bị tấn công lén. May là Jesse phản ứng nhanh nên bắn hết đạn hạ gục tên đó. Bây giờ Gert trúng độc còn Mike thì bị bắn trúng. Jesse vội dẫn hai người chạy trốn. Bọn họ đến một nhà máy bỏ hoang ở Mexico. Thì ra Gert đã tính toán sắp xếp hết mọi thứ một đội y tế chuyên nghiệp và thiết bị.
Sau vài tiếng cấp cứu thì thuốc độc trong người ông ấy đã hết sạch. Nhưng vết thương của Mike quá nặng nên phải ở lại chữa trị. Thế nên Gus dẫn theo Jesse về trước. Qua việc này, ông ấy cũng đã biết bây giờ Jesse có thể một mình chống đỡ phòng thí nghiệm. Cũng có nghĩa là Walter đã hết giá trị lợi dụng. Tha cho thầy ấy đi. Kết toán hay đuổi ông ấy thì tùy ông. Nhưng đừng giết ông ấy. Gus không trực tiếp trả lời cậu. Sau khi về, ông đến viện dưỡng lão tìm Hector. Lấy bùa hộ thân của John đưa đến trước mặt ông ấy. Mình nằm gai nếm mật 20 năm cuối cùng cũng tiêu diệt được băng đảng Jurez Cartel. Thậm chí còn giả vờ nói cháu trai duy nhất của ông đã bị Jesse xử rồi. Hector nằm mơ cũng không ngờ đến gia tộc Salamanca từng không ai bì nổi sẽ có kết cục này. Bây giờ gia tộc Salamanca sẽ cùng ông đi xuống lỗ. Nhìn dáng vẻ tức giận của Hector, ông tiêu sái rời đi. Cùng lúc đó, Gus phát hiện thiết bị trong phòng thí nghiệm bị người đụng vào. Ông ấy hỏi cấp dưới của Gus nhưng anh ta không trả lời thẳng. Nhưng Gus đã đoán được là ai. Thế là ông vội đi tìm Jesse. Nhưng cậu ấy vẫn có chút khúc mắc vì chuyện máy định vị. Jesse, nếu cậu đồng ý thay thế tôi, thì ông ta sẽ giết tôi. Cậu phải giúp tôi, xin cậu đó. Jesse luôn băn khoăn trong lòng đã từ chối Walter, mà không biết cậu ấy đã nói đỡ dùng ông. Jesse chưa hết giận nên chỉ muốn hù dọa ông ấy. Nhưng khi Walter xoay người thì cấp dưới của Gus xuất hiện sau lưng. Đợi khi ông tỉnh lại thì phát hiện mình ở hoang mạc. Gus không hề trực tiếp xử ông ấy. Ông toi rồi. Ông bị đuổi. Không được xuất hiện ở phòng thí nghiệm nữa. Tránh xa Pinkman ra. Mãi mãi đừng lại gần cậu ấy. Đây cũng là yêu cầu để Jesse thay thế Walter làm việc cho ông ấy. Nhưng Hank thì nhất định phải xử. Và ra thông điệp cuối cùng cho Walter. Bây giờ đến lượt tôi đối phó với ông ấy rồi. Nếu như ông cố chắn đường tôi, thì vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi sẽ giết vợ ông, con trai ông, và cả đứa con gái vừa ra đời của ông nữa. Nói rồi Gus hiên ngang rời đi. Walter hiểu tuy rằng tạm thời mình không bị xử. Nhưng ông biết quá nhiều bí mật. Chỉ cần thời cơ thích hợp thì ông ta sẽ không chút do dự xử đẹp mình. Thế là ông tìm đến Son nói rõ tình hình. Mà Son cũng không giấu giếm đưa cho ông một tấm danh thiếp. Người này chuyên giúp người khác đổi thân phận để trốn. Chuyên bốc hơi giữa thế gian. Qua tay ông ấy thì đến cả Gus cũng không tìm được. Nhược điểm duy nhất là giá tiền hơi cao. Bốn người thì cần 500.000 đô. So với được sống thì chút tiền này cũng như cây me rụng lá thôi. Trước khi đi, ông ấy nhờ Son giúp mình một việc cuối cùng. Mong anh một tiếng sau gọi điện thoại nặc danh cho cục chống ma túy báo tin. Nhắc nhở Hank có nguy hiểm. Làm xong mọi thứ, Walter vội về nhà. Chuẩn bị lấy tiền giấu dưới sàn nhà để chạy trốn. Rồi ông ấy sụp đổ khi phát hiện tiền mình liều mạng kiếm được chỉ sót lại một ít. Ông vội hỏi vợ chuyện gì xảy ra. Số còn lại đâu? Tiền đâu rồi? Vợ ông lo việc làm giả tài khoản giả sẽ dẫn họa đến người. Thế nên đã đưa tiền ông cho đối phương. Sau khi biết sự thật, Walter sụp đổ. Không ngờ tiền cứu mạng lại bị vợ mang đi mua nón xanh cho mình. Sóng trước chưa ngừng thì sóng sau đã đến. Bên này, cục chống ma túy đã nhận được điện thoại nặc danh của Son. Để không liên lụy người nhà thì nên ông để Skyler đưa các con đi trốn. Lúc này đã có cảnh sát bảo vệ nhà Hank. Làm xong hết, ông chọn ở lại một mình đợi Gus đến báo thù. Ông ấy chơi xoay súng nhưng họng súng luôn chỉ vào ông. Điều này khiến ông nản lòng. Xoay lần nữa thì họng súng chỉ vào chậu hoa đinh lan bên cạnh. Đột nhiên ông có một kế hoạch thật điên cuồng. Jesse nhận được điện thoại của Andrea. Sau khi biết con của cô xảy ra chuyện, cậu vội đến bệnh viện. Nghe bạn gái nói đứa bé đang được cấp cứu, bác sĩ cũng không biết lý do là gì. Triệu chứng thì như bị cúm nhưng tình hình càng lúc càng tệ. Jesse cũng không biết làm thế nào. Cậu ấy buồn phiền muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Lại đột nhiên phát hiện điếu thuốc Cherisin đó biến mất rồi. Đừng mà, đừng, nghĩ đến triệu chứng của đứa bé, cậu vội chạy về phòng chăm sóc đặc biệt. Và nói chuyện này cho Andrea nghe. Anh nghĩ Brock trúng độc rồi, em hiểu không? Cái gì? Thứ này gọi là ricin. Nghe phát âm như gạo nhỉ. Em phải đi nói với bác sĩ đi. Sau khi nói rồi, cậu liền chạy đi tính sổ với Walter. Vì chuyện ricin nằm trong bao thuốc thì ngoài mình chỉ có ông ấy biết. Jesse tức giận hỏi ông ấy sao có thể nhẫn tâm ra tay với đứa nhỏ chứ. Đối với sự nghi ngờ của Jesse, Walter không hiểu gì cả. Tôi luôn đang đợi, đợi cả ngày trời. Đợi một tên sát thủ nào đó mà Gus phái đến giết tôi. Thì ra là cậu. Cậu biết ai sẽ bất chấp ra tay với đứa trẻ không hả Jesse? Cậu biết ai có thể không chút nao lòng khi một đứa trẻ bị giết không? Đó là Gus. Nghe phân tích có lý của Walter, cuối cùng cậu vẫn chọn tin ông ấy. Cậu xoay người định tìm Gus tính sổ. Nhưng Walter khuyên cậu hành động lỗ mãng sẽ xem như đi nộp mạng. Đối phó với ông ta không thể cứng, chỉ có thể thắng bằng trí. Thế là Walter giỏi toán lý hóa đã tạo ra một quả bom từ xa. Chỉ cần Jesse lấy gậy lưng đập lưng ông thì có thể âm thầm tiễn ông ta về trời. Jesse nghe kế hoạch của ông xong rồi bãi công. Cả ngày ở bệnh viện chứ không đến phòng thí nghiệm nữa. Từ đó dụ Gus xuất hiện. Đúng như dự liệu, ông ấy đến bệnh viện nói chuyện với Jesse. Nó bị đầu độc rồi. Sau khi nói chuyện thấy cậu đang nghi ngờ mình, Gus dứt khoát cho cậu nghỉ để chăm sóc. Nhưng nói đi nói lại thì tuần sau nhất định phải giao hàng. Nhân lúc nói chuyện, Walter đã lén gắn bom lên xe của Gus. Chỉ cần đợi ông ta lên xe thì thành công. Khi Gus đến hầm giữ xe, người nhiều nghi ngờ như ông lập tức thấy sai sai.
Gert thông minh hơn người cảm thấy nếu Jesse đã nghi ngờ mình hạ độc. Nghĩ cách dụ mình đến bệnh viện, chắc chắn là có ý đồ. Bên kia, Walter ngồi trên sân thượng quan sát Gert như kiến ngồi trên chảo. Cầu nguyện đối phương lên xe, rồi ấn công tác tiễn ông ta về trời. Cho dù kế hoạch của ông không có sơ hở nào, nhưng đã đánh giá thấp sự cẩn thận của Gert. Dựa theo sự cẩn thận không bao giờ đổi, ông ta nhìn xung quanh tìm thứ khả nghi. Walter vội cúi đầu nằm sấp xuống. Tuy rằng không phát hiện gì nhưng ông ta vẫn cẩn thận không lên xe mà quay đầu rời đi. Thế là kế hoạch xử đẹp Gert của Walter lần nữa bị bóp nát từ trong trứng. Tiếng nổ vang lên, thế là Gert đi đời. Do đánh giá thấp sự chu đáo của đối phương, Walter đành chui vào lại gầm xe lấy lại quả bom. Sau đó đến bệnh viện hỏi Jesse có lỡ miệng nói gì không. Ông ấy nghi ngờ Gert đã phát hiện ra kế hoạch của hai người. Nhưng cậu ấy nói mình không làm lộ cái gì cả. Khi hai người đang nghiên cứu ra tay với Gert ở chỗ nào, thì FBI xuất hiện cắt ngang cuộc thảo luận của hai người. Do Jesse đã nói việc ricin loại độc hiếm gặp này cho bạn gái nghe ở bệnh viện. Bác sĩ cho rằng cậu có liên quan đến vụ đứa bé trúng độc. Thế nên cảnh sát đến điều tra. Do cậu có tiền án nên yêu cầu gặp luật sư của mình Son. Và từ miệng ông ấy biết được Gert sai người đến nhà Walter. May là ông ấy thông minh thoát được. Jesse hiểu ông ta thật sự muốn ra tay rồi. Thế là nhờ Son nói với Walter, Gert có thể sẽ đến viện dưỡng lão nơi Hector đang ở. Vì bạn thân của ông ta chết dưới tay Hector. Sau khi biết tin tốt này, Walter có một kế hoạch mới. Vì người nhà ông nhất định phải ra tay trước. Ông đến viện dưỡng lão tìm Hector. Tôi biết ông coi thường tôi. Tôi cũng biết ông muốn thấy tôi chết. Nhưng tôi sẵn sàng đánh cược ông hận một người khác hơn. Tôi sẽ cho ông một cơ hội báo thù. Phủ định của phủ định là khẳng định. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tuy là cái chết của Tuco, Walter không thoát khỏi liên can. Nhưng so sánh thì Hector hận Gert hơn. Thế là đợi sau khi Walter đi, ông ấy tìm hộ sĩ thể hiện ý muốn đến cục chống ma túy. Chúng ta chưa xong đâu ông Salamanca. Ông muốn gái hả? Hay là giao dịch? Cái này không phải một từ đơn đâu. Xin ông đấy, đừng dằn vặt tôi. Ông điểm mặt gọi tên muốn nói chuyện với Hank. Cảnh sát cũng rất chú ý đến thân phận của Hector. Khi mọi người tưởng ông chịu cung cấp manh mối, thì màn vả mặt đến quá nhanh như lốc xoáy. Cảm ơn tôi biết đánh vần. Mọi người trong cục cảm thấy cạn lời. Thế nên xem như đây là một trò đùa ác và đưa ông ấy về viện dưỡng lão. Mà không biết rằng đây đều là bẫy kế hoạch của Walter. Mục đích là thu hút sự chú ý của Gert. Hector vừa ra khỏi cục phòng chống ma túy thì đã bị tai mắt ông ta phát hiện. Đàn em báo cáo chuyện này với ông ấy. Tránh cho Hector bán đứng mình với cảnh sát nên Gert định tự mình xử ông ấy. Cuối cùng chỉ có người chết mới không thể mở miệng. Cùng lúc đó Hector vừa về viện dưỡng lão thì Walter lại tìm đến. Thay đổi suy nghĩ chưa? Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Gert cẩn thận nên sai cấp dưới đến đây trước kiểm tra hết cả phòng. Sau khi xác nhận không có thiết bị nghe lén và nguy hiểm, thì cấp dưới gọi điện cho Gert. Tôi đã kiểm tra cả trong lẫn ngoài rồi. Không có máy ghi âm và camera. Chỉ có mình ông ấy một mình trong phòng. Tôi muốn đích thân ra tay. Để báo thù cho bạn thân nên ông ta quyết định ra tay. Nhưng đúng như ý muốn của Walter. Vì chỉ có thù hận mới che mờ mắt và khiến người khác thả lỏng cảnh giác. Khi Gert chuẩn bị cho tiêm cho Hector một liều thuốc an tử, mặt của Hector thể hiện rõ sự thù hận khiến ông ta cảm thấy không lành. Gert bước ra khỏi đám hoang tàn. Lúc này ông ta vẫn vô cùng ưu nhã. Dù là chết rồi vẫn không quên chỉnh cổ áo lại. Một thế hệ trùng buôn thuốc phiện Gert biến mất từ đây. Cùng lúc đó Walter nghe tin tức và biết kế hoạch đã thành công thì như chút được gánh nặng. Jesse đang bị giám sát làm việc. Nghe tiếng động bên ngoài thì tên đàn em trực tiếp khóa cậu lại. Cứ tưởng đồng bọn đến thay ca nên hắn ta thả lỏng cảnh giác. Kết quả nhận được một viên đạn. Khi Jesse không hiểu gì thì Walter đột nhiên xuất hiện. Gert đã chết. Chúng ta còn có việc phải làm. Vì Gert đã chết nên cảnh sát nhất định sẽ điều tra triệt để ông ta. Để không bị liên lụy, hai người bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Đổ đầy xăng trong phòng thí nghiệm và đặt một sợi dây điện lộ dây đồng bên trong ra. Một ngọn lửa đốt sạch phòng thí nghiệm và tất cả chứng cứ. Thành quả Gert khó khăn gây dựng 20 năm bị hủy diệt ngay lúc này. Không lâu sau, con của Andrea đã tìm được nguyên nhân bị bệnh. Thì ra trong đó không hề có ricin mà là độc tố hoa linh lan hiếm thấy. Quả của nó rất ngọt. Tưởng là đứa nhỏ ăn nhầm đồ nên mới thế. Nào ngờ sau vườn nhà Walter có một chậu hoa linh lan. Hành động suy nghĩ vô cùng táo bạo chỉ để Jesse chịu giúp mình. Sau khi nghe tin tức thì Skyler đã gọi điện cho Walter. Tụi em an toàn rồi. Là anh làm sao? Chuyện gì xảy ra thế? Anh thắng rồi. Khi tưởng chừng mọi thứ đã có thể thư giãn thì Walter đột nhiên nhớ đến một chuyện bị bỏ sót. Đó là camera trong phòng thí nghiệm.